Hi. Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mạng nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Còn đây giờ hơn một lần nữa, Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây Thạnh cũng xin chia sẻ tâm sự trong quá trình đăng tải video. Luôn mong muốn chuyển tải những nội dung hay và đặc sắc, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế nhất định cần thêm thời gian để hoàn thiện. Hy vọng tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ nhiệt tình trên từng video. Trân trọng. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ Aurelia SR GT 200 có mặt tại Việt Nam với giá chưa đến 100 triệu đồng. Mẫu xe Aurelia SR GT 200 là cái tên mới nhất có mặt tại thị trường Việt Nam. Điều đáng chú ý chính là mức giá của xe vô cùng hợp lý nhờ được lắp ráp ngay trong nước. Sự thật là hiện nay người dùng đang hướng đến sử dụng những dòng xe tay ga nhiều hơn vì tính tiện dụng của nó. Đặc biệt hơn là những mẫu xe tay ga đa dụng đang được rất nhiều bạn quan tâm. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Piaggio Việt Nam đã chính thức giới thiệu tới các bạn mẫu xe tay ga thể thao Aurelia SR GT 200 có giá bán từ 97 đến 99,5 triệu đồng. Xe được thiết kế để vừa tiện để sử dụng trên đường phố và vừa đủ thoải mái để các bạn có thể di chuyển trên những cung đường dài. Aurelia SR GT 200 ra mắt thị trường Việt, băng lái A1 vẫn có thể chạy. Aurelia SR GT 200 dù sở hữu tên gọi kiêu hùng, nhưng thực tế người sử dụng băng lái A1 vẫn có thể tự tin vận hành mẫu xe này một cách hợp pháp nhờ vào dung tích động cơ hợp lý. Aurelia SR GT 200 hiện đang nằm chung phân khúc với Honda SH 150 vì mức giá bán tương đương. Aurelia SR GT 200 dù chỉ mới được ra mắt, nhưng mẫu xe này đã được giới mộ điệu Việt Nam hết sức quan tâm khi các thông tin đăng kiểm của Aurelia SR GT 200 bị bại lộ ở các trang mạng xã hội. Đồng thời Aurelia SR GT 200 cũng xuất hiện với hình ảnh chạy thử tại khu vực miền Bắc. Aurelia SR GT 200 và các mẫu xe được thiết kế bởi người Ý thực sự chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng về mặt kiểu dáng. Cái điều mang trên mình lối thiết kế góc cạnh đầy sự trau chuốt và hoàn hảo, SR GT 200 được Aurelia định hướng theo phong cách adventure, có thể vận hành hiệu quả ở trong điều kiện đường trường lẫn địa hình gồ ghề không được bằng phẳng. Nếu Aurelia SR GT 200 xuất hiện trên đường phố, chắc chắn các phương tiện di chuyển đằng sau mẫu xe này sẽ không thể cưỡng lại được sức hút tỏa ra từ cụm đèn hậu hầm hố với phong cách vuốt nhọn đậm chất thể thao. Đèn lái SR GT 200 chính là một trong những yếu tố nhận diện thương hiệu của hãng xe Aurelia. Cái hệ thống đèn mang thiết kế ba khoang cùng với một bộ cánh gió đặc trưng, ảnh hưởng từ thiết kế của những mẫu sport bike cao cấp đã từng ra mắt ở Việt Nam trước đó như Aurelia RS 660 hay Aurelia RS V4. Aurelia SR GT 200 còn sở hữu cả chiếc kính chắn gió ở gần đèn lái, tăng thêm phần đồ sộ và bề thế cho vị trí mặt tiền, đồng thời tối ưu hóa tính khí động hồng. Aurelia SR GT 200 thông báo mọi thông tin liên quan đến quá trình vận hành bằng bảng màn hình LCD sắc nét. Các chế độ hiển thị có thể được thay đổi qua hai nút nhấn ở màn hình. Tuy đã trông rất xịn sò, nhưng nếu nút chỉnh màn hình Aurelia SR GT 200 mà được dời sang bộ cụm công tắc hai bên, thì mình tin chắc rằng thao tác chỉnh sẽ trở nên dễ dàng và có phần chuyên nghiệp hơn. Aurelia SR GT 200 có mức giá bán tương đương SH 150, nhưng đáng tiếc mẫu xe này vẫn sử dụng chìa khóa cơ như nhiều mẫu xe tay ga phổ thông, không có khả năng chống trộm hiệu quả bằng smart key. Aurelia đã quyết định dỗ dành khách hàng bằng cổng sạc USB, đem đến tiện nghi sạc năng lượng cho mọi loại thiết bị điện tử. Việc SR GT 200 được Aurelia đặt bình xăng 9 lít ở phần lường giữa đã tối ưu hóa dung tích cốp sau của mẫu xe này, khi dung tích cốp lên tới 28 lít, hoàn toàn đủ khả năng để chứa đựng nhiều hành lý, phục vụ cho một chuyến hành trình dài.
Aerilia SRGT 200 có đường kính mâm trước sau hoàn toàn chênh lệch với 14 inch cho mâm trước và 13 inch cho mâm sau, tạo ra khoảng sáng gầm ấn tượng 175mm, cao hơn ADV 150-10mm, cho phép người sử dụng tự tin hơn khi lao qua địa hình xấu. Hệ thống treo đến từ thương hiệu Showa gồm cuộc ống lồng đường kính 33mm với hành trình 122mm ở bánh trước và giảm tốc đôi với hành trình 102mm ở bánh sau, kết hợp cùng với bánh xe đa địa hình với kích thước 110/80/14 ở bánh trước và 130/70/13 ở bánh sau, giúp xe có khoảng sáng gầm lên đến 175mm, tạo điều kiện để xe vượt qua nhiều chướng ngại vật dễ dàng. Giang chân SRGT 200 có trang bị hệ thống thắng đĩa ở bánh trước lẫn bánh sau, nhưng chỉ có bánh trước là tích hợp công nghệ ABS. Aerilia SRGT 200 được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ Egis 174cm khối, phù hợp với tiêu chuẩn động cơ sử dụng phương tiện của bằng lái A1. Khối động cơ này có thể tạo ra công suất tối đa 17.6 HP, đạt ở ngưỡng tua 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 16.5 nm tại 7.000 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 38.5 km trên lít. Aerilia SRGT 200 chính thức phân phối với hai phiên bản Aerilia SRGT 200 và Aerilia SRGT 200 Sport với mức giá lần lượt là 97 triệu và 99,5 triệu đồng, tương đương với giá đề xuất của các phiên bản Honda SH 150 ABS. Nhưng chắc chắn sẽ không có lúc nào các bạn có thể mua được SH 150 ABS với giá đề xuất, mà thường khi mua ở đại lý sẽ có giá khoảng trên dưới 120 triệu đồng. Và vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về mẫu Aerilia SRGT 200 có mặt tại thị trường Việt Nam cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết cho thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.